Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Nóng Vlog và mình là Văn Nóng Lazada. Và hôm nay đã là thứ tư. Và như thường lệ thì thông thường thì trên kênh của Văn Nóng Lazada thì sẽ hay làm các clip về thứ tư vui vẻ. Nhưng mà lần này thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái game gọi là giới thiệu bạn bè trên Lazada để có thể nhận được các cái voucher giá trị khi mua hàng. Ok. Thật sự thì game này mình chưa thấy trên các kênh chính thống của Lazada như là fanpage hay là trên Lazada Affiliate thì thông báo cái này thì do chủ yếu là các anh em trên các nhóm săn hàng mua rẻ có chia sẻ với nhau về cái game này. Và chơi như thế nào thì đầu tiên các bạn hãy đăng nhập cho mình trên app. Cái này thì mình đã thử tìm trên ứng dụng Lazada Web thì không có. Và cái này bắt buộc các bạn phải dùng trên là Lazada App, tức là dùng trên điện thoại nha các bạn. Rồi các bạn hãy mở ứng dụng Lazada app lên trên điện thoại. Trên điện thoại mình đã mở sẵn trên màn hình rồi. Các bạn mở ứng dụng Lazada. Ok. Trong lúc này nó khởi động ứng dụng. Rồi thì các bạn tìm trên này các bạn sẽ không thấy cái game này đâu. Cái này nó đang, mình thấy cái chương trình này nó cũng khá là chui nhủi luôn. Thì các bạn hãy vào cho mình mục này nhá. Các bạn hãy vào tài khoản. À nhiều bạn hỏi tài khoản đâu, nó ở góc cuối màn hình như này. Ở phía cuối màn hình, ở gần chỗ giỏ hàng ở khay bên dưới. Vào tài khoản. Rồi các bạn hãy để ý cho mình cái mục là dịch vụ của tôi. Ở phía trên là đơn hàng của tôi này, dưới là dịch vụ của tôi. Và có cái phần gọi là giới thiệu bạn bè. Nó có hiện lên cái chữ vàng vàng là Villa D Việt Nam đồng 50k. Các bạn ấn cho mình vào đấy. Ok. Ồ, như vậy là chúng ta sẽ được 10k luôn. Rồi đây có thể rõ hơn về cái chương trình này, đó là chương trình giới thiệu bạn bè. Đây, nhận 50 Việt Nam đồng và rủ bạn bè để nhận 50.000 đồng hoặc là nhiều hơn. Và đây mình có thể ấn vào giới thiệu bạn bè này. Rồi mình có thể sao chép cái đường dẫn này. Đó, ví dụ mình mở tài khoản lên. Rồi mình mở tài khoản lên nhá. Đây, cho bạn xem, mình vừa copy cái đường dẫn này thì xem cái đường dẫn nó như thế nào nhá. Ôi Facebook sao lại chậm vậy. Rồi mình khởi động Facebook của mình rồi này. Bây giờ mình paste lại này. Đây các bạn paste bạn xem. Đây, đây chính là cái gọi là giới thiệu bạn bè. Sau khi mình đăng ký, mình vào cái mục đó, mình lấy cái đường dẫn đây, ví dụ như là nó có đường dẫn là s.lazada.vn, s.fgr. Thì khi mỗi một người họ kích vào cái đường dẫn đó, sau khi mà họ đăng ký tài khoản Lazada này và đăng nhập vào Lazada thì chúng ta sẽ được cái tiền đó, được cái tiền từ cái lượt đăng ký đó. Và chỉ cần khoảng là sau khi chúng ta đăng ký thành công, cái này thì chúng ta sẽ được là 10.000 trong tài khoản. Đây các bạn nhìn không? Nó báo luôn chúng ta được 10.000 trong tài khoản đây này. Thì chúng ta cần 40.000 nữa. Thì như vậy chúng ta chỉ cần có 4 người đăng ký nữa thôi là chúng ta sẽ được một cái voucher 50k từ Lazada. Hết sức đơn giản đúng không ạ? Quá đơn giản. Và chúng ta sẽ có là 72 giờ để thực hiện cái nhiệm vụ này. Đây các bạn hãy nhìn cái đồng hồ nó ghi dưới đây này, 7158. Như vậy chúng ta đã trải qua 2 phút rồi. Và trong vòng 3 ngày nếu các bạn kiếm đủ đó, cái này chúng ta hiểu như nó là một game, kiếm đủ 4 người vào đăng ký cái link này của chúng ta. Đây cái link này. Ôi chết rồi, nó tắt mất rồi. Thì chúng ta sẽ được 50.000. Đây, được cái link này chúng ta sẽ được 50.000 này. Đó, bấm vào cái link này, đăng ký và đăng nhập. Và thêm một cái điều kiện nữa là những người mà đăng nhập bằng cái link của chúng ta thì họ sẽ được 30.000 với điều kiện là tài khoản mới tinh luôn. Còn những người cũ chẳng đã có tài khoản rồi mà bấm vào cái đường link này xong rồi đăng nhập thì các bạn chỉ được có 5.000 thôi. Còn những cái tài khoản mà những người khác mới tinh thì chúng ta được 10.000. Còn phía bên kia ấy, người tạo mới, tức là người được giới thiệu thì sẽ được là 30.000. Đó. Và giới hạn thì Lazada sẽ cho là mỗi ngày thì cái này chúng ta chỉ được giới thiệu là 3 người thôi, tối đa là 3 người. Như vậy thì một ngày tối đa mình chỉ được có khoảng là 30.000. 30.000 cộng với 10.000 từ có sẵn là chúng ta sẽ được 40.000. Và chúng ta hạn là 3 ngày, 3 ngày hoàn thành xong nhiệm vụ đó. Như vậy thì tính total ra là 3 ngày là 3 lượt mà nhân với 3 ngày thì chúng ta chỉ được tối đa là 90.000. Và như vậy thì trong vòng 3 ngày kết thúc game thì sẽ là được khoảng là 100.000.
tối đa mình nghĩ rằng các bạn sẽ nhận được khoảng tối đa là 100.000. Còn thấp maximum thì có thể là chúng ta mỗi ngày chúng ta có 3 lượt người họ bấm vào cái link này, mà là toàn những người đã có tài khoản rồi, thì được chỉ có 5.000, 5 x 3 và 15. 15 và nhân với 3 ngày thì chúng ta chỉ được có 45.000. 45.000 cộng với cái số 10.000 có cho sẵn ở đây thì các bạn chỉ có tối đa 55.000 thôi. Và sau 3 ngày nếu các bạn không có đủ 50k, các bạn không biết các bạn làm gì phải đủ 50k, nếu mà không có 50k thì chúng ta sẽ bị reset lại và chúng ta lại phải chơi lại từ đầu 3 ngày tiếp theo. Còn trong cái trường hợp mà các bạn có đủ trên 50k rồi, mình có được 100k, 90k, 80k chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có thêm 5 ngày nữa để vào quy đổi cái này thành voucher. Cái này thì Lazada không cho trực tiếp chúng ta tiền mặt ở 50.000 cái gì cả, mà nó sẽ đổi thành voucher mua hàng 50.000 cho cái sản phẩm là từ 50.000 trở lên. Đó, nó hết sức đơn giản thôi. Ngoài ra thì chi tiết về điều lệ của chương trình thì các bạn có thể tham khảo ở đây này. Đó, đây Lazada quy định rất rõ về cái này. Cái này thì mình chia sẻ lại cho bạn hiểu rõ thêm về chương trình này thôi. Và trước khi tham dự cái game này của Lazada thì người chơi bắt buộc phải tuân thủ theo các và đồng ý theo các điều khoản mà Lazada đã quy định phía dưới. Nên các bạn vui lòng đọc kỹ những cái phần này. Đầu tiên là đối với người được giới thiệu, với người giới thiệu tức là chúng ta bắt đầu vào cái giới thiệu bạn bè, chúng ta gọi là người giới thiệu, thì phần thưởng chỉ áp dụng đối với những người thuộc cùng một quốc gia. Ví dụ mình ở Việt Nam thì mình chỉ giới thiệu những người Việt Nam thôi, những người khác nước ngoài vào đăng ký thì không được. Và thứ hai là cái phần thưởng này sẽ tự động thêm vào tài khoản người giới thiệu sau khi hoàn tất quá trình. Rồi ok. Và để nhận thưởng thì người giới thiệu phải mời bạn mình tạo được tài khoản Lazada, và sau khi tạo tài khoản, đăng ký và đăng nhập vào app hoàn tất thì người giới thiệu mới được nhận thưởng. Như vậy chúng ta phải có qua hai bước này, đăng ký và đăng nhập thì mới được quà. Các bạn lưu ý nhé, đăng ký xong mà không đăng nhập vào thì chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ok. Và tiếp theo đây là quy định khá là chi tiết này. Mỗi game sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày. Người giới thiệu nếu mà không kiếm đủ 50.000 trong vòng 3 ngày thì sẽ phải bắt đầu lại cái game đấy, tức là lại về mốc là 72 giờ và kiếm thêm 40.000 đồng. Ok. Và nếu mà chúng ta kiếm được 50.000 thì các bạn sẽ có thêm 5 ngày để quy đổi cái phần thưởng thành voucher của Lazada. Đấy, ghi rất rõ ở cái mục này. Rồi, nếu mà 5 ngày các bạn mà không đổi thì tự động nó đẩy về không, chứ mà chúng ta sẽ chẳng được cái gì mất trắng. Tiếp theo, người giới thiệu sẽ được nhận 10k khi bắt đầu. Các bạn cứ vào cái mục đó thì các bạn sẽ thấy luôn là có 10.000 ở đây. Đây, đây các bạn này này. Các bạn vào giới thiệu bạn bè nhé, các bạn sẽ thấy cái đồng hồ của mình này, nó ghi là 10.000 đó. Và dưới này là những cái cộng này là chúng ta đã thêm tài khoản nào, đây mình chưa thêm được ông nào cả đó. Tiếp theo, và đây có một cái quy định về mức tiền này. Đối với những người giới thiệu mới thì sẽ được 10.000, và những người cũ quay lại thì sẽ được chỉ có 5.000 đồng thôi. Và người giới thiệu sẽ nhận được thưởng ngay lập tức nếu mà người đó đăng nhập vào Lazada. Phải đăng nhập vào các bạn nhé, kể cả người cũ hay là người mới bắt phải họ kích vào link nhé, nhưng mà họ phải đăng nhập cơ. Họ kích vào link ấy không đăng nhập thì chúng ta chả được cái gì đâu, nó rất là phức tạp ở chỗ này. Rồi, và nếu người giới thiệu người dùng cũ nhiều hơn 6 lần thì chỉ có thể nhận được mức thưởng là dưới 500 đồng như này. Đây này, các bạn lưu ý nhá, nếu mà có 6 người vào mà 6 người đó đều là người dùng cũ, tức là họ có tài khoản Lazada rồi, họ không muốn đăng ký mà họ chỉ vào đăng nhập thôi, thì chúng ta chỉ nhận được phần thưởng dưới mức là 500 đồng. Quá bèo. Rồi, và để mua sắm phần thưởng thì sau khi đủ 50.000 thì chúng ta mới có giá trị quy đổi. Và cái voucher mà khi chúng ta quy đổi này thì chúng ta sẽ có hạn mức dùng là 1 tháng thôi các bạn nhé. Ok. Rồi, trường hợp thứ hai đó chính là trường hợp người được giới thiệu. Người được giới thiệu chính là những người bấm vào cái link này của chúng ta này. Những người được giới thiệu chính là người bấm vào cái link này. Ok. Rồi, thì họ có những cái điều kiện như sau. Thứ nhất là họ cũng sẽ được 10.000 khi mà vào cái mục là giới thiệu bạn bè. Đó. Và tiếp theo, và đối với những người dùng mới thì
thì phần thưởng sẽ là 30.000 sau khi đăng ký và đăng nhập. Như vậy tổng là một người mới tinh tinh tinh. Khi mà bấm vào cái đường link của chúng ta này, họ vào cái phần là tài khoản này, họ vào mục giới thiệu bạn bè này, thì họ sẽ được là 40.000, 10.000 cho sẵn này và 30.000 cho tài khoản mới. Ok. Và để mua sắm thì cần phải, cũng phải giống như những người giới thiệu, là người được giới thiệu là cũng phải đi đổi cái giá trị đó thành cái tiền mặt, và họ cũng phải được 50k họ mới đổi được, chứ họ không đổi được voucher 40.000 đó. Rồi, người được giới thiệu bằng cách là quét mã QR thì chỉ nhận được 10.000 thôi. Rồi, và để mua sắm phần thưởng người giới thiệu phải ok. Một cái lưu ý nữa về cái chương trình này đó chính là mỗi ngày chúng ta chỉ nhận được 3 lời giới thiệu trong vòng 24 giờ. Và người dùng hiện tại chỉ nhận được một lời mời duy nhất từ người giới thiệu. Tức là mỗi một người giới thiệu cho người này thì người đó chỉ được chấp nhận một lần cho với ông đấy thôi. Với ông khác thì cũng được, nhưng mà ví dụ mình mời cho ông này thì mình chỉ được bấm một lần cho ông này thôi, tức là mình không bấm được lần thứ hai. Và người khác thì mình vẫn bấm được một lần cho người họ. Và Lazada quy định là chúng ta được một ngày chúng ta ấn được 3 lần cho 3 ông khác nhau. Hiểu là như vậy. Tiếp theo, nếu đường link giới thiệu bị hết hạn thì người được giới thiệu sẽ không thể tiếp tục game. Hãy có thể tải lại app Lazada và trở thành người giới thiệu và bắt đầu game của mình. Một số cái trường hợp mà cái đường link giới thiệu của mình nó bị giới hạn, mình ví dụ mình bấm vào cái link này nó không chạy được thì chúng ta phải coi như là reset, phải trở lại từ đầu. Ok, hiểu rồi. Và để hỗ trợ thuận tiện lợi nhất cho các bạn khi chơi cái game giới thiệu bạn bè trên Lazada thì trên nhóm review Lazada đang có một cái topic gọi là hỗ trợ đăng ký chéo cho nhau. Đây mình thấy trên nhóm review Lazada ở đây, thì đây nhóm đây các bạn nhá, ở đường link của mình thì cũng có miêu tả về nhóm này rồi. Thì các bạn có thể rất đơn giản thôi, có một cái topic ghi ở đây thì các bạn theo nguyên tắc của hỗ trợ của nhóm, tức là người trước thì bấm cho người sau và chụp lại cái ảnh mà các bạn đã bấm cho người nào đó để làm cái bằng chứng. Và hiện nay thì Lazada chỉ dự án bảo lợi ok, và các cái bài viết khác ngoài sẽ bị xóa đây. Ok, và trên này thì mình cũng thấy có hướng dẫn về cách chơi rồi, cũng như mình hướng dẫn thôi, mình hướng dẫn rất là chi tiết. Ok, đại khái là bước 1 vào cài đặt tài khoản giới thiệu bạn bè chỉ dùng trên app, nhận 10k và lấy link đi spam và đủ 50k 3 ngày thì đổi quà, không đủ reset hết. Nó đơn giản vậy thôi, mình nói thì nó rất là chi tiết nhưng mà thực sự game nó chơi nó chỉ như vậy thôi. Rồi, còn ở cái phần cuối clip này mình sẽ nhận xét về game này. Thật sự thì sau khi mình tìm hiểu qua thì mình thấy rằng cái game này nó cứ như kiểu nó đa cấp vậy. Từ người nọ này giới thiệu cho người kia lại giới thiệu cho người kia nữa, thì tất cả những người chơi đều được tiền. Nó như là một cái đa cấp chân rết vậy. Chính vì thế mình nghĩ rằng hiện nay thì trang các cái kênh quảng bá chính thống của Lazada thì mình thấy không đề cập đến cái game này, vẫn đang có vẻ như là khá là im thin thít. Và trong khi đó thì ở trên các nhóm săn hàng giá rẻ các anh em thì vẫn chia sẻ với nhau nó đang có những cái game như này như này như này. Và trong clip ngày hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho bạn cách chơi chi tiết và thể lệ của chương trình, và hy vọng rằng thì các bạn có thể là giới thiệu cho nhiều bạn bè. Nói chung là mình cũng chả mong các bạn giới thiệu được nhiều bạn bè tại vì không có lợi cho mình, nhưng mà mình muốn chia sẻ clip ở đây cho các bạn hiểu cách chơi để mình có thể kiếm được những cái mã giảm giá từ Lazada. Ok, một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip. Nếu thấy clip hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ đừng quên subscribe, like, ủng hộ video và chờ đón các video tiếp theo nói về Lazada. Ok, xin chào.